bạn thân mến, chúng ta cùng đến với trận thi đấu chung kết của môn quay tại SEA Games 31 giữa Bàn Thị Mai và Gốc Đại Xanh và đối thủ người Thái Lan Siri Soba Srisak ở Gốc Đại Đỏ, hạng cân 60kg. Bàn Thị Mai là một võ sĩ được mệnh danh là nữ võ sĩ miền Sơn Cước với nhiều đòn rất là riêng biệt và gây sát thương rất cao lên đối thủ, và cô cũng là một trong những nữ võ sĩ, những gương mặt được kỳ vọng sẽ mang về huy chương vàng lần này cho đoàn thể thao Việt Nam. Thank you.
mà tìm chiến thắng. Mr. Bob Knight, DJ Super.